Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên buổi tối ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4, 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn ạ. Cô chú, anh chị kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087 là hai số điện thoại Zalo cũng như là Facebook của em Thảo Hoa Lan ạ. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà về một số mặt hàng em có trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đầu tiên đây chính là hoàng thảo kèn ạ. Đó, là một trong những cái dòng hoa mà từ trước đến giờ em không làm đâu ạ. Tuy nhiên rằng là có rất là nhiều cô chú anh chị bảo em lấy về để lên nhà em lấy nên là em sẽ lấy, em đã lấy về ạ. Và hiện tại thì em còn dư là khoảng 20 cân. Đó, cho cô chú anh chị em gửi qua bưu điện nhé. Đó, đây là mặt bông của nó này. Đây có cây đang có nụ và có cây cũng đã sai hoa rồi đấy ạ. Đó. Đây này. Hàng rất là nhiều thân tơ, khoảng tầm 95% là thân tơ ạ. Em bán là 800.000 một cân. Đó, hoàng thảo kèn. Cái dòng này là đang rất là hot đúng không ạ? Hiện tại thì nó đang có nụ này. Nụ rất là nhỏ và rất là thích hợp cho cô chú anh chị để chúng ta mua về để chúng ta chơi hoa đúng không ạ? Đó, 800.000 một cân. Tiếp theo đây ạ, cả nhà có biết là cái dòng hoa gì không ạ? Đã rất là lâu rồi em Thảo mới có mặt hoa này đúng không ạ? Đó chính là trúc Phật Ba. Đó, trúc Phật Ba thì có cây nó đã vừa cho bông xong nên là nó sẽ hơi còi. Tuy nhiên rằng là hàng nhìn vẫn là xinh đúng không ạ? Vẫn rất là đẹp ạ. Trúc Phật Ba là một trong những cái dòng hoa nằm trong top 10 những cái dòng hoa lan có mặt bông đẹp, thơm và đẹp đúng không ạ? Đó, em bán là 450.000 một cân trúc Phật Ba. Đây ạ. Bốn trăm rưỡi này. Kim Điệp Xuân, ngày hôm nay em bán thanh lý đi, chỉ còn có là 130.000 một cân thôi. 130.000 một cân này, cả nhà có nhìn thấy mặt bông cực kỳ xinh luôn. Nếu mà cô chú anh chị mặt đã nhìn thấy mặt bông thì sẽ rất là suýt xoa đúng không ạ? Em có những cái giò hàng có sẵn luôn, nhưng mà hiện nay đang em đã treo trong vườn rồi. Đây là mặt bông của nó này. Đây này, 130.000, giảm giá xuống 130.000 nhá. Sơn Thủy Tiên, hàng rất là nhiều thân tơ và hàng rất là xinh và đẹp ạ. Đó, hàng có cây đang có nụ và có cây cũng vừa cho bông xong rồi. Đó, đây. Em bán là 280.000 một cân. Đó. Cô chú anh chị mua từ 5 cân trở lên em bán 260.000 ạ. Và mua 10 cân trở lên thì em bán giá sẽ mềm hơn nhá. Sơn Thủy Tiên ạ. Đây. Đó chính là cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đó chính là hạc vĩ. Một cái dòng hoa mà muốn nó size ít hoa cũng không được đâu ạ. Bởi vì là cái dòng này size mặt bông rất là nhiều và nó thòng xuống. Là cái dòng thân thòng cực kỳ là xinh luôn. Hạc vĩ em bán 300.000 một cân hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thân tím này. Thân tím, thân xanh có hết này. Đây là Sơn Thủy Tiên này. Tiếp theo mặt hoa đó chính là cây hoa mặt đó, là long tu đá trắng này. Long tu đá trắng em bán giao lưu với cả nhà là 180.000 một cân. Long tu đá trắng mặt bông rất là xinh. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này thì có thể là sưu tầm cho mình một giò ạ. Hoa của nó rất là đẹp, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông ngay lập tức ạ. Đó, đây là đây này, mặt bông của long tu đá trắng này. 180.000 một cân, số lượng chắc khoảng tầm 4 cân. Long tu đá tím. Đá tím nhưng mà thân nó hơi lùn đây. Nhưng mà cũng rất là xinh, em bán 200.000 một cân. Đó, 200.000 một cân, rất đẹp. Đây này, đây là trúc Phật Bà này. Hoàng thảo vôi. Đây là hoàng thảo vôi này, em bán 300.000 một cân hoàng thảo vôi nhá cả nhà nhá. Đây, cáo này. Hoàng thảo vôi em bán 300.000 một cân. Và tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà đó chính là cái dòng hoa hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc rất là đẹp đúng không ạ? Gồm có hai mặt bông, đó chính là họng vàng và họng đỏ đúng không ạ? Và bây giờ thì nó vừa mới cho bông xong rồi nên là không nhận ra được là cái cây nào là họng nào nữa. Bây giờ chúng ta mua về là chúng ta
Một là chúng ta sẽ được những cái có họng đỏ, họng vàng lẫn lộn. Hai là sẽ là có họng vàng hoặc là họng đỏ riêng biệt, đúng không ạ? Đây. Đó. Em bán là 180.000 một cân. Hoàng thảo đùi gà. Đó. Hoàng thảo đùi gà này em bán là đây nữa. 230.000 một cân. Mặt bông rất là đẹp và được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích này. Đó. Và em có một ít hoàng thảo kiều vàng này. Hoàng thảo kiều vàng này thì em bán với giá là đây. 230.000 một cân. Hàng thì nó vừa mới cho bông xong nên nó sẽ hơi còi nhé, cả nhà lưu ý cho em ạ. Tất cả những cái mặt hoa khi mà chúng ta đây là mặt bông của nó này. Đó. Theo quy luật là khi nó cho hoa thì nó sẽ bị mất nước nên là thân nó sẽ hơi còi một chút. Đó. Tuy nhiên rằng là không có vấn đề gì bởi vì là đó là quy luật của cây hoa thôi ạ. Hoàng thảo ngọc thạch là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn 180.000 một cân. Hoàng thảo ngọc thạch nhá, làm cái dòng hoa rất là xinh đúng không ạ? Đó. Hoàng thảo trầm vàng đây cả nhà có nhìn thấy nó rất là tươi đúng không ạ? Hoàng thảo trầm vàng này em bán là giảm giá ngày hôm nay chỉ còn có 280.000 một cân thôi. Và cái dòng hoàng thảo trầm vàng này nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này thì có thể là sưu tầm cho mình một vài chậu ạ. Đó, cái dòng này nó cũng mát tính thôi. Đó. Đó. Đây, một ít hàng thân lùn kiều cánh tua này. Đó. Em bán 180.000 hàng thân lùn nhé cả nhà nhé. 180.000 một cân kiều cánh tua. Đây là những cái dề hoàng thảo điệp cách của nhà em này. Em bán đồng giá là 150.000. Đó, những cái dề như này bình thường nó là phải là từ 150.000 cho đến 250.000 một dề đúng không ạ? Hôm nay em bán chỉ đồng giá là 150.000 một dề thôi. Rất là xinh. Hoa của nó màu vàng rất là thơm và nở được rất là bền nữa. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này thì có thể sưu tầm cho mình một vài chậu ạ. Đây là mặt bông của nó này. Và bây giờ hàng đang trong quá trình rụng lá để cho bông đấy ạ. Đây là một ít kiều mỡ gà này, có một cái dề với lại một ít rảnh rảnh ở ngoài này nữa. Đó. Chỗ này là em bán là 130.000. Kiều mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà đấy ạ. Đây, kim điệp. Kim điệp thơm. Thanh lý giảm giá xuống còn 150.000 thôi. Em bán bằng giá gốc luôn. Đây, hàng vừa mới cho bông xong nên là nó sẽ hơi còi. Đó. 150.000. Hay gọi là hoàng hạc hay là gọi là kim điệp sáp đúng không ạ? Một cái dòng hoa bán rất là chạy và được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Đó, nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này có thể là sưu tầm cho mình ạ. Hoàng thảo đùi gà dê, đây là cái dê đùi gà tròn này. Đây. Dê đùi gà tròn này rất là to này. Đó. Có cả thân tím nữa. Dề này rất là to luôn, rất là thích hợp để rất là to mập, cũng đang bật mầm gốc này. Đó. Em vừa mới cân xong đấy, là hơn 3 cân đấy. Đó, dề này em bán là 600.000 đùi gà tròn. Đùi gà dệt này. Đó. Đùi gà dệt này em bán giảm giá thanh lý đi còn có 150.000 này. Đó, 150.000 một cân thôi. Đây là cái mớ hàng lộn xộn của gia đình em, còn có hoàng lạp này, có phi điệp vàng này. Đó, có một ít kiều gì đây. Phi điệp vàng với hoàng lạp thôi. Chủ yếu là như vậy. Chỗ này em bán 100.000. Đây là một cái combo gồm có 10 loại hoa lan của gia đình em này. Đầu tiên là trúc Phật Bà, thứ hai là kim điệp xuân, thứ ba là kim điệp thơm, đùi gà, hạc vĩ, sơn thủy tiên. Cái gì nhỉ? Long tu đá tím, hàng thân lùn, ngọc thạch, trầm vàng và long tu đá trắng này. Đó, em bán combo này là 500.000 cho cô chú anh chị nào mà đang tập chơi đấy ạ. Đó. Và đây là những cái bảng trầm tím của gia đình em này. Đó. Những bảng trầm tím này em bán là 200.000 một bảng trầm tím, hàng đang rụng lá và chuẩn bị cho bông đấy ạ. Đó. Một bảng này. Và bây giờ em có bốn bảng trầm thanh lý này. Đó, bảng số 1 này. Bảng số 2 này. Bảng số 3. Bảng số 4. Bảng số 5. Bảng số 6. Bảng số 7.
bảng số 8. Đó, em bán 8 cái bảng này, em bán 800.000. Vì nó gãy những cái thân hoa này đi. Nó bị gãy đi này. Trong quá trình vận chuyển nên em rất là đáng tiếc nên em phải thanh lý đi. Đó. Lỗ vốn luôn. Đây lại là những con đai châu lá mít của gia đình em. 350.000. Đó. Cây này là cái cây hàng đai châu lá mít, hàng rừng bóc trụ nhá. Mặt bông rất là xinh, rất là đẹp và cây từ 4 cặp lá trở lên. Cây nó không to lắm đâu. Cái mặt hàng này rất là có giá trị nên là cô chú anh chị nào nếu mà muốn đã từng chơi cái dòng này thì rất là thích đúng không ạ? Rất là thế là rất là đẹp đúng không ạ? Đó, em bán rất là chạy cái mặt hàng này và em bán là 350.000 một con. Đó. Chầm blue này, đây mặt bông của chầm blue này cả nhà ơi. Đây. Đẹp lắm, nói chung là em rất là thích. Chầm blue này thì em bán là 80.000 một cốc. Đó, rất là xinh luôn, trời ơi, rất là đẹp ạ. Nói chung là nhìn cây nó rất là khỏe luôn. Hồng ngọc thiên sứ, thanh lý, 50.000 một cốc. Mặt bông rất là đẹp, nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình cái mặt bông thì em sẽ cung cấp cho cả nhà xem mặt bông. Đây. Đó, 50.000 một cốc, thanh lý hết. Còn mấy cốc đây. Đây là phi điệp hàng lộn xộn hết cả lên rồi. Nó gọi là phi điệp hàng sổ số này. Đấy. Thanh lý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, còn có 10, hơn 10 cốc. Đó, em bán 50.000 một cốc. Thanh lý hết, sạch xanh xanh. Mấy cốc nhạn này? Mấy cốc nhạn? 1, 2, 3, 4, 8 cốc nhạn này này. Em bán là, thanh lý là 400.000. Được 8 cốc này. Đó. Hạt ví lai với phi điệp này. Đó, hạc vĩ lai với phi điệp nhá, hạc vĩ trắng. Và có mấy cốc, thanh lý nốt. Cốc này không thành rồi. Đó. 60.000 một cốc. Hạc vĩ trắng. Trầm. Ở trên em thì trời đang lạnh. Bây giờ hiện tại thì em đang mặc áo khoác, còn thấy lạnh đây. Nên là nó bị rụng lá thôi. Cắt ngọn rụng lá, không có vấn đề gì cả. Thanh lý 50.000 một cốc. Cho hết luôn, đi hết luôn. Đó. Trầm cánh mai mà cái mặt bông đây. Cho cả nhà xem mặt bông của trầm cánh mai nhá. Này. Phi điệp bảo bảo. Phi điệp bảo bảo nhá cả nhà nhá. Cây của nó này. Cây nó này. Từ dài từ 4 cho đến từ 2 cho đến 4 cm. Có mặt bông cực kỳ là xinh, rất là đẹp ạ. Nói chung là ai yêu màu hồng thì sẽ thấy rất xinh đây này. Trời ơi, xinh lắm. Đây là hàng gieo hạt. Tỷ lệ giống mẹ từ 50 đến 70%. Đây. Xinh quá là xinh. Và tiếp theo là cây kiếm đỏ này. Kiếm đỏ hàng Thái Lan. Mặt bông rất là xinh. Đó. Và em bán rất là chạy của cái dòng hoa này. Cô chú anh chị nếu mà muốn sưu tầm cho mình 1-2 chậu có thể sưu tầm luôn. Em bán 85.000 một cây đây này. 85.000 một cây một thân và 95.000 một cây hai thân nhá. Đây, mặt bông của nó này. Đây. Hai thân này. Đẹp lắm. Nói chung là em thấy kiếm rất là đẹp. Đây gọi là mã tấu. Kiếm đỏ nhá, kiếm đỏ. Cốc năm cánh trắng, họng hồng của Phú Thọ này. Đó, em bán là 80.000 một cốc. Sáng hôm nay em quên báo giá đúng không ạ? Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này có thể sưu tầm. Cái mặt bông nó rất là bay này. Xinh lắm. Hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80% ạ. Đó. Rất nhiều luôn. Em cảm ơn cả nhà mình đã đón xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại thì như em đã ghi trên tiêu đề thì cô chú anh chị hãy đăng ký kênh ủng hộ em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký rồi hiện lên cái chuông thông báo thì cô chú anh chị sẽ nhận được cái thông báo mỗi khi em đăng bài đấy ạ. Và thời điểm em đăng bài từ lúc sáng từ 7 cho đến 9 giờ sáng này và từ tối thì từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối tùy lúc hàng về ạ. Đó. Và ngoài ra thì em còn bán một số vật tư như là B1 này,
B1 đặc trị thối nhũn, B1 này em bán là 50.000 100ml này. Bả sen này, bả sen em bán 35.000 này. Duy xanh, cứ kích quy duy xanh là 60.000 này. Đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn, nấm này em bán là 35.000. Đó. Ý định của em là em không bán vật tư đâu, nhưng mà do là cô chú anh chị lên nhà, lên shop của gia đình em mua rất là nhiều và muốn là mua luôn. Vừa rồi em còn có kích rễ nữa nhưng mà em vừa hết xong. Đó. Cô chú anh chị khi mà mua hàng về thì chúng ta có thể ngâm với B1 khoảng tầm 1 tiếng. Chúng ta để ráo và chúng ta sẽ ghép luôn, hoặc là chúng ta có thể là ngâm nước xong rồi chúng ta để cho tự phục hồi rồi chúng ta ghép cũng được. Không có vấn đề gì cả. Em cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ shop gia đình Lan Dương Chu Thảo ở trên thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ cửa hàng của em ở 784 đường Trần Đăng Ninh ạ. Em rất là cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.